ba ba chứ ba lỡ vượt biên qua đó thì mình giờ mình vượt biên ngược về Việt Nam không, ta vượt biên ra khỏi Việt được thì vượt biên ngược trở về được chứ. Đừng đừng có đốt nhang khói ở đây chị, lại được rồi, lại là chứng lòng thành rồi. Ở cái nơi này á, thì bây giờ chúng ta đang ngồi nhóm người đây như cả 50-100 người vậy đó, nhưng mà đã qua rất là nhiều năm, chục năm, biết bao nhiêu lịch sử, những cái dấu chân mà những cha mẹ Long Vương, chư Phật, cả Phật A Di Đà cũng ở đây nữa, những gì đã đi vòng vòng đây nè, hàng tháng hàng tuần và trong 10 năm mười mấy năm qua cuộc đời Di Phụ á, là đầy hết luôn á, đã chịu có dấu chân trong này những gì trời. Còn hôm nay dấu chân mình, dấu chân người, thì nơi này là nơi giống như cái tâm của quả địa cầu xoay chuyển, quả địa cầu chỗ được học hỏi đời lẫn đạo ở nơi này, ngay chỗ này rất là quan trọng. Tuy là không có cái gì gọi là đặc sắc hay là đẹp, lộng lẫy, tường cao, gạch cẩm thạch đồ không, nhưng mà cha về ngự đây rất là nhiều lần. Mới chiều hôm qua và mấy vị cũng ở đây. Một nơi mà có những dấu chân của Phật, của Thượng Đế bước xuống, con nghĩ nơi đó là như thế nào? Nghe tưởng mấy con ngồi nè. Thường á, chỗ ngồi ngay chỗ đệ tử đội nón đó đó. Con á, ngay chỗ đó, chỗ mà thiện đó, mẹ cha ở trên tượng bước xuống đứng ngay đó. Về nói chuyện thường đứng gần đây là giữa hàng cột này, nó thua canh giữa hai cột, thua ngồi đó, cha mẹ nó bước xuống, còn mấy vị theo hậu giá cha mẹ đó thì đi vòng vòng ở sau này. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần cha đi là cả hàng ngàn hàng dạng thiên binh thiên tướng đi theo như sao chổi vậy. Mẹ cũng vậy, tiên nữ, cung nữ, mấy người theo hầu á, mấy những người cầm cái quạt bự khổng lồ. Đừng có tưởng ở Việt Nam có những cái miếu mà thờ Phật mẫu á, có mấy cái quạt bự đó. Có nghĩ không, ta nghĩ ra cái đó, người ta không làm gì tròn hay là quạt thường mình đi. Nó y chang vậy, có người thấy được, người ta mới vẽ rồi đó, có hiểu không? Cho nên những cái hình tượng trên thế giới con đi bất cứ nơi nào, đừng có bao giờ cho đó là do con người phóng họa ra, nó không có gì đâu. Bây giờ con đi vô những cái tòa tháp Ai Cập, con thấy hình này hình kia dưới vô, rồi hình quả tiễn rồi đó, mà cả 5-7 nghìn năm trước đều là thiệt á. Thời xưa nhân loại mình đều có những cái đó. Hiện bây giờ trên mặt trăng nó có chiếc spaceship khổng lồ bự bằng mấy thành phố New York đó, đang ở chở. Rồi có cái con nhỏ mà ngồi đó chết khô á, là cái gì nó Anna gì đó tên đó. À, con coi đi. Rồi tại sao lại có? Hồi xưa nó cũng ở trái đất mình. Rồi tại vì khi trái đất mà một lần á, những lần đó sư phụ không thèm khóc, không năn nỉ cha để cho xù. Thì lúc đó con người cũng đã văn minh là lì á, thì họ có nghĩ họ bay ra khỏi trái đất là họ sống. Thì nó bay giỏi đâu, bay giỏi tới mặt trăng là đáp xuống đó rồi nằm đó cũng chết khô đó rồi. Nên trên chiếc phi thuyền đó nó có những cái đi ra cái này kia đó, nhưng mà cái đó đúng ra sử học tính ra là cũng phải ít nhất cũng vài chục nghìn năm đó. Còn mình có 2021 trả lại gì hết đó.
Rồi xuống trần bữa giờ năm mấy năm, nửa cơn gió thoảng, không có tới cơn nữa. Mà khi chúng ta chỉ mới có 40-50 năm thôi mà chúng ta than trời trách đất, trời ơi khổ quá, trời ơi cho tôi mau chết rồi. Bảo đảm trong mấy chúng con có những lúc nó còn nói những câu đó đúng không? Sống chi mà khổ. Thế ngày nào cũng than hoài một năm, bảo đảm mấy con than nói ra câu đó cũng 5-10 lần đấy. Có chút xíu thôi chịu đừng không nổi. Thì cái thời gian của mình khổ quá nên mình thấy nó lâu. Khoảng trên trời không có cái gì khổ hết, rất là sung sướng. Vui với chơi không, ngày nào cũng là lễ hội. Bay đi xuống tầng trời này, bay tầng trời kia. Gảnh gảnh lâu lâu dưới này đi xuống thăm má mình, ba mình, con mình coi hiện giờ đang như thế nào. Vừa lên vừa xuống thấy ở đây là mọc râu rồi. Nhớ mấy cái chuyện mà ỷ cung vậy đó à, tại cái thời gian nãy đi lè vậy đó. Còn mình là người đang ở trong cuộc thì mình lại cho là lâu, cho là khổ. Thật sự nó chả gì, mình cứ nín thinh bình thường thì mình thấy thời gian qua nó không quá chậm và cũng không có khổ. Mình thả nó tự tại tự nhiên đó, thì lúc đó con người mình mới tự tại tự nhiên đi về thiên đàng được. Còn mình buồn, mình khổ, mình chấp, mình liếng tiếc, mình ái ân, yêu không thành cũng tự tử. Mấy người tự tử là xong luôn, đọa địa ngục là chắc. Không cần biết mày thất tình hay là mày vui tình mà mày chết, hay mày trúng số mày mừng, mày lên mắt thì cũng chết. Mày cũng không có được về thiên đàng nữa. Thiên đàng là một cái cảnh giới rất là hiện hữu, rất là thật. Triệu tỷ tỷ phần trăm tôi bảo đảm hiện hữu thật. Hồi nãy á, mấy vị quả ra nguyên một cái cổng khổng lồ đây mà tự nhiên mấy con không có nhớ là mình là tiên. Con quên á, bữa giờ xuống đây đâu bao lâu đâu, mấy chục năm. Đó là mà nghe ba mấy tuổi quên chứ. Thì mấy vị quá ngay trước mặt luôn, mấy vị kêu ra thử coi đứa nào nhìn thấy không. Mấy gì đứng đây, mấy gì kêu thua ra thông dịch, thua ra thông dịch. Bây giờ nó tiếp, cái hồi ra hỏi thử cái đứa nào nhìn thấy không, thì có đứa thấy được mà mờ ảo như mù mà mò chân dồi. Đã có thảo rồi đó. À, mà có thấy gì? Con cứ thấy ánh sáng màu vàng thôi. Vậy là hay rồi. Thì đó, có thể là con mò được gốc của cái cột tiên đình. Giống như miếng gạch vuông vuông nhỏ vậy đó. Là phước. Mấy vị kêu ra thử, mấy đệ tử còn nhớ là mình là cốc trời không? Đây cũng là tiên đó. Xuống đây đâu có nhớ đâu. Hôm qua cái phái đoàn ở Nam Cali phim gì ta, phim đó tên gì? Đó hoa mong manh. Trời mình với quảng cáo giùm bỏ hoa mong manh nữa. Ở kệ, quảng cáo gà nhà đi đâu sao. Coi phim đó hoa mong manh. Không biết phim đó như thế nào, bữa nay cũng chưa coi nữa. Này, mấy đứa em quay đóng phim trong đó. Thì có nhưng em mình đó, em nuôi mình tên là Đức Tiến không? Em nuôi Đức Tiến lên hỏi mấy câu ta hả? Ok, đứa nào nhớ mấy câu nó hỏi lại thù trả lời khác nữa. Nó hỏi đúng 7 câu mà hỏi mấy câu cũng hơi ấy đó, bây giờ cứ hỏi lại đi tại thù không mới nhớ, đứa nào có ghi xuống không? Rồi thù trả lời lại cũng tương tự cái ý đó. Nếu mình theo thiên tâm thì có những lợi lạc. Nếu đi theo Đức Tiến hỏi, nếu đi theo tiên tâm có lợi lạc gì? Thứ nhất,
Bữa nay con ngồi đây là con không có tiền, tiền thứ bên mấy trăm đô lại lạc. Ngồi đây vui hơn đi thứ bên đúng không? Để lại lạc trước mặt bữa nay đi. Rồi á, nụ cười nó nào mặt tươi như hoa nè. Khỏi cần tôi make up nữa, thấy đa cái Hồ Thiên đâu make up son phấn gì đâu. Trời quá trời lợi lạc. Muôn trùng luôn đó, mình nói chuyện nhỏ thôi. Còn chuyện lớn nữa. Vậy chứ hỏi lại, mình đi theo thiên đô la, thiên tiền có lợi lạc gì? Đó thì hỏi lại đó, mấy con trả lời đi. Hả? Bây giờ cho nó sướng có tiền thì giống như là mấy bà sân chức sân sau Việt Nam á, không có đi làm gì mà tự nhiên người ta đem tiền tới là hối lộ đó, sướng đi. Giờ có một đống đô la chất đầy trong phòng á, có lợi lạc gì? Lo lắng không, để tôi giải thích. Mấy bà thứ nhất đi mua cùng hộp sò, thứ hai mua bóp LV, thứ ba chảnh cái mặt lên, thứ tư đi căng đó là mũi ra, phải làm mũi không, thứ năm nhuộm cái tóc vàng lên, thứ sáu mua chiếc Rolls Royce chạy, thứ bảy chiếc Rolls Royce là ở Việt Nam mấy người nói chiếc Rolls Royce là có cái điểm điểm gì vậy, thứ tám là bữa nay bà Trương Mỹ Lan được tuyên bố là chích thuốc độc đúng không, vì có lợi lạc đó đó. Hả? Vậy thì đó, vậy thôi, Nam Mỹ căng mũi căng mắt á, mà căng trúng rồi nghe, mà căng mà chặt cái nó đi luôn á. Rồi câu nó hỏi gì nữa? Vì sao sư phụ lại muốn hy sinh cho các đệ tử? Vì sao sư muốn hy sinh cho các đệ tử? Thứ nhất là vì các con hàng vạn đứa, không phải bữa hổm thụ nó 5.000 người nhảy dù xuống, 5.000 người có tài năng, có chức sắc. Nhưng mà ngoài cái đó ra, ngoài chức sắc tài năng nhảy dù xuống cái xuống trần kỳ này, mấy vị nói nhiều lắm, hàng hơn cái đó nữa, thì là công dân của sư phụ, là chúng ta đã là anh em bà con đã tái sanh xuống quả địa cầu nhiều đời ủng hộ. Một lần vô xuống một người không có làm được. Con có bao giờ thấy một cuộn phim mà có người đóng không? Thằng Tom Cruise nó cũng phải có vai, có diễn đúng không? Thì nó mới ra cuộn phim, thì ổn vậy thôi. Thì đó con là những người gần. Nhưng mà ngoài kia khi mình có cuộn phim rồi, cuộn phim nó lưu truyền tới nhiều thế hệ sau, nhiều năm sau. Người ta coi, người ta bắt chước anh hùng trong cuộn phim, bắt chước theo những cái cô trong mấy cái phim đó, thì người ta học theo. Phim cũng là một cái giáo dục đó, mà tùy theo phim tốt phim xấu nha. Để cho nhân loại ăn hiền ở lành để về trời. Gia chánh thì một người, nhưng mà gia phủ cũng cần đóng á. Và đồng thời con cũng cần có tạo công đức đi về trời, chứ chảnh mà cũng xài tiền, tiền là công đức á. Đây là cơ hội đi một công hai chuyện luôn, vừa vui về cái sanh, vừa làm tiền luôn, tạo công đức là làm tiền á, rồi vừa đi thử mùi khổ của trái đất. Cái này cũng như mình thử nhẹ nhẹ thôi, giống như mình ăn cái này chua vậy đó, kiếp mình chồng chua chát cắn thôi. Thì ném mùi chút chứ chảnh con đâu có thất tình đâu. Đứa nào cũng đẹp như bà tiên, làm gì có chuyện thất tình, làm gì có vị chồng bội bạc hay là vũ phu gì đâu. Mình chảnh tự tại mà đó. Thì xuống đây để mà đem hết mấy cái đệ tử trở về quê quán cũ, không có cho phụ mấy con đi lạc đó, đi luôn á, không phải là phụ nó đùa đâu. Đi đời này lạc thì đời sau làm gì gặp, lạc tiếp, lạc thì lạc tiếp thôi. Ra ngoài biển mất cái la bàn, không có captain, không có thuyền trưởng thì làm sao mà lái. Lost in the space, nên ghé rồi đưa về hết.
nó cười đặt tâm cười, cái đứa đặt tâm về trời trở lại. Câu nào nữa, hỏi gì nữa? Thiên tử khác người thường như thế nào? Thiên tử khác người thường như thế nào? Người thường không biết chuyện trên trời, thiên tử biết chuyện trên trời, biến ra được nguyên cái cung đình ngay hồi nãy cho con ngồi thấy và biết được những cái gì ở ngoài xảy ra trong không gian. Và thiên tử có thể trị được bệnh, và có thể lời nói của thiên tử nó có âm thanh mà làm cho ma quỷ không có bám vào cái não của mình, làm cho mình sáng trí ra, ăn ngon, ngủ ngon và có cái sự giống như yêu đời. Còn người thường nói ha là chua chát, nó nói cái dễ thôi, đừng nói gì mấy cái khó. Và thiên tử có thể kêu mưa ngàn hoa, kêu ngưng gió được. Và thiên tử có rất là nhiều mấy ông rồng hộ thể bay lồng vòng, thì đó những cái đó khác. Nói hầu quang chắc đâu không thấy cái đó, phải hỏi mấy thầy tạng, kêu mấy ông nhìn rồi mấy ông nói. Bảy dòng hầu quang luôn luôn có. Nhưng mà thiên tử hôm á về chơi khuya về cũng mệt, sáng nó cũng lần sần á. Mà thấy mấy thầy tử vui cũng ngồi tới 12 giờ. Mà là chỗ đó cách nhà thầy phụ có 5 phút đi đường tắt về. Để nó cùng dãy núi á, chạy qua một cái. Thiên tử nhiều cái khác người thường lắm. Ở đây ở ngoài kia những người hiểu về sấm cơ đảng ông sản, họ chế ra cả chục hàng thiên tử giả. Thiên tử giả nó chỉ có cái ban bệ về những người làm về truyền thông thôi, để mà mỹ dân, để mà nói lên này nói lên nọ, nhưng mà họ không có gì gọi là meaning hết, sát nghĩa hết. Và đồng thời họ không có làm được những chuyện như mình làm. Cái quan trọng họ làm được là gì? Họ không bỏ ra một đồng bạc nào. Cái kênh nào họ bị chửi nhiều quá, họ đóng, họ đổi tên. Chỉ đó là thiên tử giả. Và đồng thời họ tạo ra nhiều thiên tử. Đến khi mà sư phụ xuất hiện gần 5-7 năm nay đó, người ta đã từng nghe họ gần mười mấy năm rồi. Thì người ta ngơ ngơ ngào ngào, lửng lửng đó, người ta không có tin. Đó là mục đích của họ. Họ càng bị chửi nhiều chừng nào thì cái mission của họ thành công chừng đó. Là vì những chúng sanh mà còn nghi ngại đó, bữa đó nghe ông đó nói tùm lum, con nghe cái kênh của ông với Nam Cali đi, ông có một thiên tử, ông chửi tao, ông làm tùm lum á, làm dị hòm á. Đến khi bộ thức hiện thiệt người ta đâu có tin đâu. Nhiều người giả quá, nhưng mà thiên tử thiệt, mà nhờ mấy người đó thì thiên tử thiệt mới là thứ thiệt, để chọn những người hiền tài, những người có chánh kiến, những người thông minh. Còn những người mà không có thông minh thì họ nhìn không ra, họ thằng nào cũng nhìn mấy à. Nhìn cái ông bụng phệ mà nói Phật Di Lặc thì cũng như không. Cho nên khác nhau ở chỗ đó nữa. Còn thiên tử thiệt dám hy sinh cả tài sản, cuộc đời của mình, mỗi giây mỗi khắc, mỗi sáng thức dậy đều làm sao để mà lo cho một cái dân tộc đang đổ nát, cả 100 triệu người đang đói khổ. Thiên tử giả nó không có đó, không biết lo, cũng không biết bỏ cái đồng nào cũng hy sinh. Nó không có nó không có. Cái quan trọng là nó không có cái sự dạy dỗ từ những sư phụ đấng bề trên vô hình. Nó cũng chả biết Phật là ai, chỉ mượn Phật nói vậy thôi. Thiên tử thiệt nói chuyện với Phật, nói chuyện với Thượng Đế, nói chuyện với tất cả chư vị hồn thiên sông núi, thánh thần, cũng như nói chuyện với người thường này. Thiên tử thiệt không biết chữ mà nói ra những danh từ người thường lớp 12 Việt Nam nói không được. Thiên tử giả nó học hết lớp 12 mà những lời nó nói, những lời nói lớp 4, nó ngược lại, nó khác nhau. Đó là một những cái mình nhận dạng.
Chứ còn cha cho chú phụ Mai Việt Nam học hết lớp 12, giỏi gì mà lên đây rồi được những năm đầu đâu có biết xài mấy bộ phim, mà tư cách nói chuyện rồi đang nói còn móc cước mũi nữa, đã hát nhiều chuyện nó có ai giải mình gì đâu. Nó kỳ cục, giờ nhìn lại mấy video cũ ấy, nó quê. Nhưng mà giờ nó tự nhiên vậy, em biết sao giờ, cái kêu lên nói là lên nói. Rồi quay rồi lúc rồi để gần, để xa, mình không biết chỉnh á. Mặt mập, mặt tròn, mặt mụn, rồi ô đủ kiểu á. Thiên tử thiện nói vậy, là không biết gì hết. Rồi những năm Covid trò rồi, mỗi một lần làm này có lúc nói đã rồi, cả tiếng mà không có một tiếng nói trong đó. Nó không có bấm, nó không có tiếng, vui liệt. Thì thiên tử thiện không biết gì hết, phải học. Học theo cái mỗi ngày mình học theo. Rồi tới ngày hôm nay cũng được chút chút. Cả cái năm ngoái cũng ca, cũng dở ẹt, không biết ca. Tại mấy vị kêu ca để mà độ mấy cái đứa mà nó không có thích nghe cái này. Thì nó xỉnh xỉnh vô, nó nghe ca dở cũng thành ca hay. Thì nó picky, nó picky nghe là nó chú ý tới mình đúng không? Thì mình cũng độ được mấy cái dạng đó. Nhưng mà ngược lại những cái dạng lớn tuổi họ thiên á, lại chấp. Trời ơi, thiên tử kỳ cục. Thì được cái này mất cái kia. Ở trong một cái xã hội mà đủ tầng lớp, thì đến lúc nào thù kêu bỏ ca lên thì bỏ, lấy xuống. Phải có lúc này lúc khác mình phải uyển chuyển. Thiên tử thiệt nó mặc áo lông bào khó lắm chụp hình, thiên tử giả mặc áo bình thường. Thiên tử thiệt mặc áo thiên tử giả mặc áo lông bào á, tại nó cố tình nó mai. Thiên tử thiệt mặc áo gì cũng mặc hết, ấm là ok. Chỉ có cái quan trọng á, thiên tử giả nó có ngu cỡ nào hay nó khôn cỡ nào, nó cũng không bao giờ làm những cái bàn mà tới trời á, khấn trời khấn cha năm bảy bị ông thiên lo ông búa cho ba búa liền nữa, chứ đừng nói là chiều mưa ngưng gió. Những nhà tâm linh, những ông thầy nhìn là biết, nhưng mà cái số lượng người hiểu cao vậy đâu có bao nhiêu đâu. Cái đó không mà đồ bảo đã không ai dám làm hết trơn á. Trời ơi, chuông rồi lên là khấn là đọc sớ nữa. Trời ơi, mấy vị đứng nó đầy á, dám. Nó chặt một cái thôi là con ma nó cũng bẻ gãy lưỡi nó, đừng nói chim mà thánh thần trời Phật đứng đầy đó mà dám nó. Rồi cái sớ đọc á, sớ đọc á, bữa mấy đứa, bữa con đợi con dịch xuống, sai bữa nó ngồi gần thụ để làm lợi. Nam mô quá trời luôn phải không? Rồi cái đến lúc dưới thiên tử giả nó không có dám nói mấy câu này nè. Con thiên nhãn thái tử tiên hoàng, thằng thiên tử giả nó dám sừng nó vậy không? Cha đứng ngay mặt đó, hiểu không? Rồi còn nói Ngô Tức Kiệt thì tên đời đó, không phải xin tên đời. Thiên Tức Kiệt là tên giống mấy con không, tên đạo không? Giáo chủ đời thứ hai đại đạo thiên tâm, có ai dám nói vậy không? Không bao giờ con. Con không có thể tự xưng được. Nhưng mà khi mà mình làm buổi lễ mình phải officially, tại vì ở dưới những hàng thần tướng người ta cũng phải nghe, người ta tôn trọng á. Còn nói nữa, thí dụ như có điên thì một người điên thôi, này thêm người điên nữa nè. Giáo chủ đời thứ hai đại đạo thiên tâm cùng công chúa Long Cung. Trời ơi, hay làm gì có dính nước còn công chúa còn Long Cung nữa. Có phải người ta nghe ta thấy điên không? Ví dụ người ta có làm giả, người ta cũng đâu có ngu, người ta đi theo kéo thêm vợ mình bị chửi đi nữa. Con có công nhận không? Công chúa Long Cung còn nói tên Quyền Châu. Thừa có năm bà chị Quyền Châu, Long Châu, Hồng Châu, Long Châu. Thì mà năm bà vậy đó. Rồi mấy ông anh nữa thì mấy bà nói chuyện với phụ mà có cái Long Nữ thành Phật á, là bà chị mà được Phật Thích Ca cho thành Phật à, đó khác nhau chỗ đó chút chút chứ thôi không có nhiều. Hát chút chút vậy, chút xíu à. Thì mình nhờ những cái lễ bữa khấn đó đó, thì mình đã qua được nước bao nhiêu nạn ở cái trái đất này á, xin xỏ thêm bớt
thiên tử giả sẽ không bao giờ được làm vua nước Việt. Thiên tử thiệt sẽ là vua nước Việt. Tại sao là vua mà không làm tổng thống, không làm bí thư? Mấy vị nói một quốc gia đổ nát, dân trí thấp hèn, cần có một cái luật lệ lâu dài của một vương triều ít nhất một thời gian thì quốc gia nó mới vững lại, mới đoàn kết. Còn bây giờ Bắc Trung Nam không có đoàn kết, người Bắc người Trung người Nam, hải ngoại quốc nội không có đoàn kết, cho nên cần có một cái vương triều. Thiên tử giả chẳng có lấy lòng được, chẳng có dân nào thương, không có lòng dân, cả hai ngoại quốc nội, họ chỉ đánh lên cái tiếng để họ phá thiên tử thiệt. Khi thiên tử thiệt xuất hiện để mà cho những cái người mà không có đủ cái trí tuệ, không có đủ thông minh á, lững lững là lờ. Thiên tử thiệt cộng sản thương sư phụ nhiều hơn là hải ngoại nữa. Tại vì sư phụ hứa là cha bắt sư phụ phải thề, sau này con về làm vua nước Việt không có được trả thù, phải làm cho dân tộc đoàn kết, lấy ân báo oán. Một sư phụ những cái clip kế tiếp sẽ nói về những cái chính sách lấy ân báo oán. Không có nhà tù, không có học tập như thời xưa, không có chuyện đi lấy của người ta, chỉ bắt người ta đóng thuế, khai ra đóng thuế. Và đồng thời con của đảng viên, con cháu cha cũng có quyền ra ứng cử để mà giữ chức vụ lại, chứ không có cái chuyện mà ba tôi là đại tướng Tô Lâm rồi ngày mai tôi là con Tô Lâm chứ tôi không có được ra ứng cử. Mày có tài mà ra mà làm bộ trưởng bộ cảnh sát lại đi, chỉ đổi danh từ thôi, đổi áo thôi mà. Cho nên đó là những chính sách lấy ân báo oán mà của thiên đình đã đặt ra. Người ở ngoài, người quốc nội sánh vai với nhau, ngồi chung một văn phòng làm việc. Và đồng thời mình phải thống nhất một thứ tiếng, đó là bỏ phiếu. Ok, tiếng Hà Nội, con nói tiếng Hà Nội thử hay không? Tiếng Hà Nội hay á. Đó, đó, tiếng Hà Nội không? Ví dụ mình thích tiếng Hà Nội thì cả nước bỏ tiếng Hà Nội là tiếng thống nhất của nước Việt. Thì người Nam ở trong Nam, trong những cái cộng đồng public đi xe bus hay ra chỗ public, phải nói tiếng Hà Nội, không được nói tiếng Nam. Đúng không? Còn nếu thích nói tiếng Huế, nói tiếng Huế thử đi con. Chị rửa. Thì thí dụ như bỏ phiếu mà tiếng Huế mà trúng, thì ở ngoài Bắc cũng phải nói tiếng Huế, trong Nam cũng phải nói tiếng Huế ra public. Còn về quê, về làng của mình muốn nói tiếng gì mình nói. Còn nếu mà bỏ tiếng Sài Gòn nói tiếng Nam, thì giờ nói tiếng Nam, đứa nào nói tiếng Nam? Ngọc nói tiếng Nam hả? Nói thử thôi con. Tiếng Nam thì đây tiếng Nam rồi đúng không? Thì nói đi, nói tiếng Nam thử coi. Thì đại khái tiếng Nam chỉ dạ cũng là ra tiếng Nam đúng không? Thì thí dụ như ngoài Bắc mà cái số lượng phiếu đông mà tiếng Nam mà trúng thì ra cộng đồng hay trong trường học dạy tiếng Nam. Tức là mình phải thống nhất thứ tiếng để cho dân tộc mình không có sự rạn nứt về tiếng nói trước. Giống như thế giới xài tiếng Mỹ và tiếng Anh vậy đó. Đó, cái đó là trước. Thứ hai, mình lập lại cái thủ đô mình xa Trung Cộng chút, để bển mấy cái rocket, mấy quà tiện nó bấm nút sát bên nè, nó chế loại rẻ tiền mấy cái trôm thôi, nó trên nó nhiều nước miếng xuống Bắc Kinh cái gì là giận sập Bắc Hà Đế Kinh đó, chỗ dễ. Những cái căn bản mình thay đổi rồi sau đó mình đưa 6 triệu người về tự do buôn bán làm ăn. Đất đai ai mua sẽ là chủ mãi mãi, không có chuyện 50 năm. Người nào hối lộ thì người đó sẽ bị xăm lên một cái ngôi sao, tức là được lên trước, không lên đây hãy ra đường thấy ai có ngôi sao này là biết này hối lộ rồi đó, né đó.
Nói sao mà ăn hối lộ hai lần, cái sao hai ngôi sao? Không mà... Hay ở để cho tao biết, nó nhận dạng hơn, nay hối lộ. Thì từ đó quốc gia mình đó, không có cần gì hết, chỉ cần thật thà, đừng có tham nhũng, đừng có hối lộ. Thì 6 triệu người nhân tài thiếu gì? Hải ngoại, rồi cộng với Mỹ nữa, nó đổ đô la vô là giống như mưa vậy. Cái quan trọng nhất là làm sao mà cho những tháng đầu lấy ân báo oán không có đổ nát một quốc gia thì rất là khó. Thấy khó nhưng mà không có khó. Chuyện trời Phật tính rất là vi diệu. Cũng giống như cái chuyện mình ngưng mưa ngày hôm kia cũng vậy, ngưng gió cũng vậy, đâu ai ngờ. Cũng giống như đâu ai ngờ hàng lớp 4 không có học mà không có nghèo á, ngủ đầu đường xó chợ từ Nam Bắc Cali khắp tất cả các đường phố San Jose, không có ngõ hẻm nào mà không có xe vô chui vô đậu ngủ á. Mà hôm nay vậy, làm giáo chủ đời thứ hai của Thiên Tâm Đạo. Rồi đến lúc mơ ước như trong nhà băng mình á, lúc mà bỏ hồi đó có thẻ ATM nhà băng Bank America, bỏ vô bấm nhớ trên 20 tới 20 là tờ nhỏ nhất đúng không, mà nhiều lúc nó đâu có tới 20. Nó mình biết mình có 25 đồng, ngày hôm qua tự nhiên cái nó vô Bank nó chạp gì mấy cái check lủng á, nó xuống còn có 10 mấy đồng, bấm không qua đồng nào là bữa lúc đó, là ngày đó là buổi đó nó nghe là đói rồi đó, phải đi kiếm mượn. Ồ mà tháng nào mà thấy nó trong Bank trên mình mà nó chạp 10 mấy đồng thôi đau lòng. Tại vì nhiều lúc ký check ra thằng đó nó khôn lắm, cái check của mình thí dụ thiệu đi làm bỏ vô bữa nay vậy á, mình cũng cái chí cái check ra bữa nay là mình biết mình có tiền, nhưng mà thật sự cái check mình nó hô lại mấy ngày là mình bị lủng là nó phạt á. Thời thơ mua cái máy quay phim bự như nè, 2.500, trả góp tháng 20 mấy đồng thôi mà trả 5 năm trời. Ai ở thời xưa sẽ biết cái máy rồi, tại vì thương đứa con đó, nó mới đẻ ra nó không có mẹ nó đi lấy chai rồi, sư phụ mới nuôi phải không, hai cha con có người quay nó, cho nên giờ có nhiều phim nó lắm. Trời ơi, lúc baby nó xíu à, giờ nó 30 mấy tuổi rồi đó. Mà cái máy phim thường nhớ mua nó nặng lắm, cầm dài vậy quay. Và everything make payment, cái tivi cũng payment nữa, tivi có 2-3 nghìn thôi mà trả một tháng 10 mấy đồng trả không nổi á. Rồi cái đầu máy mà coi phim phim kiếm hiệp á cũng trả góp, everything trả góp, nó không có sướng như thời nay. Mấy con là sướng rồi đó, cho có iPhone là lợi hại, nhà nào có máy chụp hình đó là nhà nó giàu đó, máy chụp hình thường á. Còn cái này vừa chụp hình vừa quay phim vừa FaceTime, trời ơi vừa email. Bây giờ nguyên cái văn phòng của chú phụ á là nằm ngay cái nhà bự chút, cây giỏ cái võng á là có phịch cái sư phụ lật lên một cái, hey, tụi mày đi qua bên đó ship đồ chỉ là ngàn tiếng đồng hồ, cái phịch cái võng của chú phụ là điều hành 500 thằng đi, nhờ thằng iPhone rồi Zoom meeting Microsoft nó Zoom á, chú sọc sọc vô mấy câu là tưởng tôi ngồi đó, xong cái bộ bấm off không có cái mặt đó, nhưng mà để nó cho có tên vậy đó, hù nó vậy đó. Đâu có biết là chủ mặc áo vest hay là mặc quần jean hay là đang làm gì đâu. Nhiều khi vừa họp xong như lúc tiếp thì cũng nhờ này mấy cái lot of money, anh Hoa làm nhiều tiền lắm, chọn nguyên văn phòng có con này thôi với cái giọng thôi là xong, ngày làm được mấy triệu. Thì thời đại văn minh hôm nay mấy những người qua Mỹ sau này sướng hơn thời xưa. Để nó hỏi gì nữa, nó còn nhớ còn nó hỏi gì nữa. Bây giờ sư phụ là giáo chủ, làm sao sư phụ có động lực nào để vượt qua những thử thách và gian pha? Mặt sư phụ là bác bắn không lũng. Thứ nhất. Thứ hai, sư phụ là giàn thiệp. Họ giàn pha, họ chửi mình thì họ dạy mình khôn. Sư phụ phải làm sai họ mới chửi.
vô chỉ là sợ cái những thứ mà nó chỉ nghe phớt ra nó chửi thì nó bị mất cái duyên, nó mất cái duyên là có nghĩa là nó không có theo đạo thiên tâm, nó không có được về trời chị này thôi. Cái phần sư phụ có chợ, có mở chợ cũng đông mà mấy bác cô ông cứng đầu, mấy gì đó thường giải thích thì chỉ sợ họ đó, họ mất cái duyên đời này một tài hoa chôn vùi xuống ba thước đó, đem theo đó, chẳng có tìm ra được minh chủ của họ, tranh đấu cả đời không được gì đó. Chứ thôi về phần sở hữu là nói làm sao là vậy, thượng đế đã xét sẵn rồi, vàng thiệt á, con mà càng đốt chừng nào á thuộc khóa chừng đó, đã nóng đã vàng lên đó, đốt đi con cho 7 giờ quan nó sáng dữ nữa. Theo mấy kỳ cho mọi người ăn cơm chưa hết, để hỏi 7 câu con đi ăn cơm trước đi, đứa nào đó thì cứ ăn đi, nãy giờ thù ăn rồi, nãy đang ăn mà đó không ăn, ai đó thì cứ việc ăn nha, nãy giờ 7 câu rồi, 4 câu câu gì nữa. Bây giờ ngoài trời đang mưa tháng 3 rồi, sư phụ còn niềm vui và hạnh phúc sắp tới là gì? Đức Tiến nó hỏi vậy hả? Bây giờ tháng 3 hả? Trời đang mưa, niềm vui và hy vọng sắp tới của sư phụ là gì? Hy vọng sắp tới sư phụ là đem 6 triệu chim hiền về một cách hân hoan vui vẻ từ đây tới cuối năm. Dù bây giờ bắt đầu đi hoạt động làm việc à, giờ chỉ sống bằng cái nguồn vui đó, và đồng thời cái đó là câu trả lời ngày hôm qua, còn cái này trả lời khác một chút. Từ đây tới đó thưa phụ hy vọng cái núi mình nó được tự do mở cửa, tại vì kỳ này mình gặp những người thật tâm giúp cái núi mình, có thầy Trang này nữa, thầy nhiều cộng đồng lên đây tấp nập, thì lúc đó họ mới thấy được, rồi họ mới có cảm nhận, rồi mấy chi vị mới khai tâm họ, thì họ thiên của cái vùng San Jose này sẽ tăng số lượng lên gấp đôi at least. Tại cái núi đóng người ta tới đó, những người mình có số đúng không, cho nên gần cả chục năm nay đâu có ai lên đây được, mình ngồi đây là người của mình, thì chỉ hy vọng là kết nạp thêm nhiều họ thiên để giữ cái núi. Tại vì hồi bữa mà cúng cha nói núi này không hồi sao bộ không có ngự ở đây, giao lại cho tất cả các con họ thiên ở local, người có thành tâm rất là đông ở dưới, nhưng mà họ chưa đủ phước để bước vào cái cổng Thiên Long Sơn thánh địa, thì cái đó là cũng cái nguồn vui. Chứ còn lâu nay cứ bị chèn ép lấn hiếp hoài, chứ số lượng theo hội thiên mà dùng này rất là ít, mới còn đa số là tiểu bàn khác đúng không, cũng ở đây khoảng nhiêu đứa ta? Nó sẽ nhiều hơn á, khi mà mở cửa nhiều hơn. Con thấy một cái big difference. Một người lên núi chơi, không có biết gì về thiên tâm, cũng chẳng có biết gì những chuyện cái thường, nó cũng chẳng có biết thượng đế là ai. Nhưng mà họ vẫn thích thư phụ giống như người bạn, chạy tới còn vỗ vai, rồi lịch bịch. Mày khỏe không kỹ, đồ này nữa, đúng không mấy con thấy? À, còn mấy đứa họ thiên là họ thiên. Thì tại sao một người ở từ như đệ tử Ngọc ở bên Úc, Melbourne mà ngồi đây, mà tại sao người dưới chân núi này sáng bên họ không biết? Một đứa phải đổ đường xa gần cả 24 tiếng hồ bay qua mà cứ ở đây. Đó là gì? Ở trên trời hay những tiền kiếp chúng ta là người thân nhau rồi, nó có cái đó nữa. Nhưng mà trong cái nghiệp quả, người ta không có đủ duyên đủ phước, người ta không có duyên giao duyên với hộ nhiều đời nhiều kiếp, người ta ở xa. Cũng giống ly ly này nè, có duyên hộ bữa nay ngồi đây nè. Trên trời xuống cô Tiến, sao hồi xưa không đầu thai vô miền Nam mà đầu thai vô ngay Hà Nội vậy hả? Đâu biết đâu. Đâu biết đâu. Mai mốt về Việt Nam mới xây dựng nước Việt mới nha. Thôi, kiểu tiên ở đây được rồi. Thấy tâm Mỹ rồi. Để tin thôi. Sau này sẽ từ từ sẽ hiểu, những gì nó chỉ ghi nhận thôi, nó sẽ hiểu.
Rồi niềm vui nữa là kỳ này cái số lượng mấy vị Bồ Tát trên trời xuống đông hơn xưa gấp 10 lần. Rồi cha cũng khen, mấy vị cũng khen, ông Sơn Thần cũng khen, Thích Long rồi mấy vị cũng vui. Kỳ này mình làm lễ trang nghiêm, mở áo dài rồi đẹp, sơ đồ cúng mà để mấy vị mặc đồ bình thường mà không có trang phục gì hết. Này nè, mai mốt mấy đứa giữ mỗi lần lễ á, tại vì áo dài á nó cũng lạnh đúng không, nên Thảo nó tặng cho cái này á, mấy con gán giữ thì mỗi năm đeo nó có đồng phục. Tại vì mình lên phim ảnh nhiều lắm, không phim ảnh mình mấy con đừng có coi thường, tại vì sau này nó lưu truyền nhiều năm, người ta lấy người ta coi, người ta thích mình quá, mà lỡ như người đó còn chút xíu cái bất á, người ta lại chê, trời ơi mặc áo dài đẹp mà tự nhiên bỏ cái áo đen thui vô áo lạnh á, à, xấu. Thì thay này cũng giống áo lạnh mà nó lại đẹp hơn nữa, cũng miếng ấm nữa đây. Cho nên mỗi đứa nào mà chưa có đó, lại còn mang cái Thảo đi, Thảo thích Thảo tặng, mỗi Thảo volunteer tặng. Cho nên này giữ, như cái áo lạnh vậy đó. Chứ thay gì sư phụ thấy bữa hôm sư phụ kêu bà cởi áo bà ra mặc áo dài đẹp, tự nhiên chồng áo nó vô một tí nó cũng lên hình coi hết không, chịu lạnh chút xíu nhưng mà này cũng đỡ nhiều. Khi lâu lâu á về tháng sau mình coi lại cái hình này mình thấy vui, chứ giờ con mặc áo dài đẹp tự nhiên mặc cái áo lạnh đen thôi vô nọt phì đâu coi ra gì nữa. Thì đến nào muốn mà thuộc phe hồng thì hồng, phe xanh thì xanh, hai phe đi tặng. Phe nữa chứ. Hả? Phe nữa. Nó có hai phe đó à, phe hồng, phe xanh. Thì đó con Hảo nó có cái tầm của nó muốn nhiều duyên. Là mình để cái tâm mình để ý cho chị em mình cũng là có cái tâm, cũng có công đức. Nói câu gì nữa? Ngày nay cuộc sống xã hội xáo trộn, làm sao để tìm được sự bình an? Ngồi thiền, đọc kinh. Còn muốn bình an nữa thì cứ về Thiên Long Sơn Retreat ở đây. Ngày nào cũng lên kiếm cái băng đá ngồi nửa tiếng, đem tô bánh mì chai nướng, rồi cứ đi vòng vòng đốt nhang, rồi hết thiền thì ngắm dưới cảnh, tại ngắm cảnh cũng là loại thiền đó, thiền đó là thiền sang đó không? Nhìn view á là thiền sang, nó cũng là thiền á. Cảnh thanh tịnh, mình nhìn mấy gì đều có điển hết, mình nhìn là mình có cảm tình mấy cái tượng thì tâm bình an là nhờ Thiên Long Sơn thánh địa. Rồi gia đình xáo trộn này nọ lên, nhìn mặt mấy đứa con họ Thiên lên đứa nào cũng tươi như rối thì làm sao mà ta buồn được. Người nào có buồn lên đây 2-3 tiếng không hết buồn đó. Có ai nói lên Thiên Long Sơn buồn không? Không. Đi lên rồi chốt chồng lên. Bữa nào dẫn chồng lên luôn. Bữa nào có chồng dẫn lên đây thu độ cho. Cái muốn cái tâm bình an, trước tiên mình phải bình an. Trong nhà mình nó giống như một người chồng, người vợ, 3 đứa con, một con cái trống cả mái, 3 con cá con cùng chung cái hồ. 3 con cá con mà nó không có nhảy lưng tưng á, không có la hét thì cái mặt nước nó cũng không có nhúc nhích nữa, nó cứ lội im dịu thì là nguyên cái hồ nước im dịu. Mà hỡi chỉ một con cá mà lưng tưng thì nguyên cái hồ nó cũng nhúc nhích. Cho nên muốn bình an là nguyên gia đình phải bình an, mà muốn nguyên gia đình bình an cũng rất là khó. Là cái người đầu đàn á, là trước tiên á, cái tâm
phải đại bình an. Rồi cái người comment thứ nhì, cái người là lãnh đạo thứ nhì trong gia đình đó, cũng phải có cái sự nhẫn nại nữa. Còn cái đứa nhỏ con của mình dĩ nhiên nó không có bình an. Còn muốn nó bình an thì phải cái iPad cho nó. Mà iPad hoài thì nó cũng không có tốt. Rồi nó thức qua đêm nữa, làm sao bình an được. Mà muốn cho cả cái gia đình bình an, chỉ có get out, dẫn 5 đứa lên núi. Cho đi bộ lên cầu thang. Ha, nó mệt, nó tở không à. Lên tới đây là nó im à. Thế rồi bắt đầu gia đình ba đứa con ngồi đó ăn là bình an. Mà cứ làm ba lần ốc nó có hiệu lực á. Đừng có chạy xe thẳng lên không, chó đi bộ lên. Đấy, xe sai phải không? Mỗi lần vừa rồi dẫn ông hết lên cho đi bộ, nghĩa là về nó bình an chứ giờ cái iPad nó chất độc như thuốc ngủ gì đó, thấy nó im re chứ là đâu, nhưng mà nó nằm ở đó, cái đó hoài nó cũng không có tốt. Muốn bình an không có khó, là mình tạo cái từ bi, mình tạo những cái người bạn tốt cùng điển thanh với mình, hợp tánh với mình làm bạn với những người đó, nhưng mà trong dòng họ thiên. Còn nếu mình đã có một đống anh chị em họ thiên này, bạn bè với nhau, ngoài cái bạn đạo nó quan trọng hơn là bạn đời. Tại bạn đạo về trời còn gặp nhau, đứa này có chuyện đứa kia giúp được, từ đời cho tới đạo, cho tới cái linh hồn. Còn bạn đời á, con chê nó bữa nay ngày mai nó quay lưng lại á, nó cắn con không chừng, tại nó đâu biết đạo đâu, nó đâu biết sợ. Còn mình á, mình biết đạo, mình còn gặp nhau dài nghìn năm nữa, mình đâu có muốn có những cái ấn tượng về chảnh mà xung đột ở trên trời làm gì. Thì có gì thì cứ tâm sự với bạn đạo, nói chuyện, nó làm bạn nhau gì nè, cũng là bình an. Ít nhất mình có một cái đại gia đình mà, mình đâu có phải như là qua Mỹ du học sinh thì có mình sống ở đây lẻ loi đâu, mình đâu có. Mình ở Mỹ cũng 5-7 nghìn người mà, tiểu bang nào cũng có. Đi qua Las Vegas cũng được, có nhà thứ ba và nó chứa bệnh. Đi Houston cũng có, Virginia cũng có, New York cũng có, chỗ nào cũng có hồi yên mà. Bên Anh cũng có, Hồng Na Uy cũng có. Bất cứ đâu trên thế giới đều có hồi thiên hết. Ở nơi chừng vài ngày đi vòng quanh thế giới. Chính vẫn là ngồi chỗ, không cần đi đâu hết. Bắt ấn ngồi thiền nhóm nhảy, nãy ngồi chút xíu là 40 phút á, là bình an rồi, bình an cả ngày rồi. Còn bình an nữa đó, mà dễ mà giản tiện nhất, thì ngồi bất cứ nơi nào lấy điện thoại ra. Con không phải đọc kinh một ngày, mà lấy điện thoại ra để cuốn kinh trong cái điện thoại đó, để đọc chữ vậy đó. Đọc kinh mẹ cũng được, hay là ngồi gốc cây nào á, thì cái lại Phật A Di Đà lại xuống, cứ lại nó đâu cần tượng, đâu có cần hình gì đâu. Mình làm cái đó xong vừa công đức vừa cũng là tạo bình an. Câu gì nữa là vào thiền tâm và là con họ thiền sẽ có lợi ích gì, kiểu khó khác biệt gì với người thường? Về trời, mục đích của chúng ta là xuống đây học khổ, học khó, học nghèo, học bầm dập, học te tưa, học bệnh, học đau, để mà lấy kinh nghiệm để về trời. Thì nó khác hơn họ người phàm, người trần chỗ đó. Họ không có biết đạo, họ không có lại sám hối, họ không có đọc kinh, làm sao về trời được. Đó là mục đích chính nha. Còn khác hơn thì một ngày trước khi con là thiên hằng nghe, hôm nay con thiên hằng nghe, vậy con trả lời con khác nhau lúc trước với bây giờ là gì? Thì con biết đường về trời, con thông minh hơn. Con biết về cha mẹ, con biết có Phật tái thế, con đi theo. Con thấy cái feeling đó, cảm xúc con trước khi biết
Phật biết trời, biết Phật đại thế. Rồi với cảm xúc bây giờ cái nào nó khác nhau cái gì? Lúc trước con u mê, bây giờ con sáng trí ra. Thì nãy con nói con khôn hơn rồi. Yeah. Nhưng mà cái vui hơn đúng không? Yeah. À, vui nói mà quên cha mẹ sắp phàm nữa. Tết thừa mở khuyên con phải về thăm ba má con chả hiếu. Thì nó khác nhau hết đó. Ở đời tìm được một cái nguồn vui là một cái tiền môn được vô giá. Ngày xưa bao tự thôi, vua gì cũng biết, quên tên ổng. Mà muốn mà nhỏ nó chỉ là ái nữ thôi chứ chưa phải là hoàng phi gì chứ, không có chức vụ gì à. Mà muốn ông vua muốn cho bao tự cười thôi đó. Cười không được, tại bao tự đâu có chịu cười, mặt lúc nào cũng buồn hiu à. Nhưng mà đẹp lắm, mà ông vua là yêu mến quá. Thì chỉ có một thứ làm cho bao tự cười, đó là lửa. Hãy bao tự nhìn thấy lửa cười, lửa chát vậy đó. Cái ông vua biết, đúng rồi, anh ghệ mình phái lửa. Thì ngày xưa nó đâu có điện thoại kiểu này đâu, mà cũng đâu có máy truyền tin hay là gì. Từ một cái thành này qua thành kia khoảng chừng một cây số. Hễ mà chỗ này có cái đài mà đốt lửa thì đài đằng kia đốt thì mới biết là giặc đang tới cái khúc đằng kia. Thì nó có trăm cây số, có ngàn cây số vậy. Hễ thằng đứng canh cái cây gì nè, ở trên để sẵn đốt. Hễ cái này phực lửa, thằng kia phực lửa. Cái ông vua nó được, ta có mắt đài này nhiều lắm, bao dây cung thành của ta, thôi lấy ra đốt để cho bao tự nghệ mỉm cười, phải không? Chỉ là nụ cười thôi. Vậy mà ổng làm thiệt, cái mỗi lần là lấy cái đó ra đốt chơi chơi vậy đó, như làm chơi, ổng nghĩ là làm chơi thôi. Cái bao tự cười ổng khoái, phải không? Đến lúc mà ổng làm hoài, cái lúc mà giặt nó tràn vô thiệt, cái người ta đốt thiệt, không có quân lính nào ra chống đỡ hết. Tại quân lính cứ tưởng đâu là ông này ông đốt cho ghệ, ông cười mà chàn vô giết ổng lấy thành luôn. Con thấy cái nụ cười nó là quan trọng lắm, mà mấy con là thấy có nụ cười rồi. Bao tử nụ cười là mất mà có giang sơn. Người gì nữa, Đức Tiến nói gì nữa? Trên bảy câu hả? Bảy. Thằng này lâu nó ghi sẵn, gặp mặt hỏi nhớ ghi nữa nghe tí. Mày cũng thông minh thiệt đó ta, ít là hỏi mấy cái này. Ok, trời nắng rồi mình đi ra chứ mình ngồi hoài cũng vậy ha. Đây đi ra ngoài sân chơi.